Bạch tuyết bên cạnh rửa bơ. Đây là cuộc chơi trong. Chơi trong. Chơi trong mà phí phạm ghê cơ. Bữa hôm định đăng cái chụp ảnh của Hà Nội mau về lấy. Một tủ đấy móc luôn ấy, cả ngày càng thối càng hơn, bỏ hết đầy vào tủ không chịu. Công nghệ cao thì đã biết đã post đầy Facebook nhưng mà được mất tầm tâm. Chẳng nhẽ lại cầm quả bơ nhét vào cái điện thoại mà không chịu làm. Đấy, Đức Anh nó có bảy mẹ rồi, đăng cái ảnh ở chỗ làm rồi. Nhưng mà nghĩ là thôi, cuối tuần vợ mẹ. Nói to. Thôi được rồi, chỗ bơ đấy cả mình. Chị bây giờ một mình ôm chọn đây. Một mình ôm chọn. Chị đi đứng ra cái chỗ ánh nắng này cho em. Chị Tiết. Một mình ôm chọn đây. Mẹ. Ai mua bơ đây? Nhà mình ai cũng mua cầu bơ hả? Cái nhà là bơ. Không ai vàng, đỏ. Đạo diễn bảo cứ quay qua rồi quay lại. Ăn xong lại vứt bơ, vứt hạt bơ vào đây để trồng. Thế là tầm nhìn nó phải mấy chục năm, nó phải như thế chứ. Quay mình thì toàn bơ đó. Đó, quả này có con này thì là rất là thơm. Ăn này, chị biết này. Ăn này thì lại kiểu như bơ đi mà sống đúng không? Chị biết này. Cảnh này đẹp tuyệt vời luôn. Cái sân nhà mình tuyệt vời. Chị đâu, chị bê rổ bơ lên cho em xem nào. Thôi, quay rổ bơ bên cạnh em được rồi. Đấy à? Nhiều quá, sái. Bê xong rổ bơ sái nách. Sái nách. Người ta bảo sái quay hàm mình, sái nách. Nhiều cái người cũng nhiều sự hài hước. Đó. Nàng là Bạch Tuyết. Nếu khi có thể nói ngược thì mới cười được chứ. Em thật, chị cứ ăn dở bơ này xong thì chị cười cả ngày cả đêm. Bởi vì thấy lãi quá. Lãi quá nhưng lại thấy hư, lại thấy tiếc. Vẫn biết là không phải chờ cho nhưng mà lại không tận dụng được hết chị.